Chào cả nhà, hôm nay mình quay lại vườn cho cả nhà cùng xem. Mình đã rải cả cái đống phân dê bên kia của mình đó. Hôm đợt mình xin trên farm chỗ mình làm á, thì bây giờ mình rải đều hết cả cái vườn của mình rồi đó. Một lớp mỏng như vậy đó, xong bây giờ mình sẽ trộn lại. Mình lấy cái xẻng cái mình trộn 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 đất lại, xong rồi mình đánh từng hàng giống như vậy nè, để mình chuẩn bị mùa làm rau sắp tới cả nhà. Quay lại cái qua bên cái cây strawberry đợt mình ấy, cái cây dâu tây á. Còn bên kia thì ông xã mình ngày mai đi trượt tuyết nè, chuẩn bị sẵn sàng đó. Đi trượt tuyết với bạn của ảnh đó. Đó, hàng dâu tây của mình này, cả nhà biết tại sao mình lót này không? Mình không thích cỏ nó mọc lung tung hết rồi. Mấy cái con sờ lớp á, mấy con sờ lớp ở bên đây á, nó nhức nhớt mà đợt mình bắt nó ghê á. Nó bò lên nó ăn hết dâu tây của mình, nên là mình trải cả cái này nè. Cái thứ nhất là không có cỏ mọc lên, cái thứ hai là mấy cái con sâu đó nó không có bò vô đó. Dâu tây của mình bắt đầu cho mình lá non rồi nè đó. Để mình lên trên chỗ chị Jen đó, chị coi có mấy cái cây mà dâu tây con không, mình lên mình xin về mình trồng tiếp. Còn cây này là cây cây mâm xôi màu đỏ của mình nè cả nhà đó. Bây giờ nó ra mấy cái chồi 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 non rồi nè. Đó, nó ra lá luôn rồi nè. Đó, chuẩn bị có trái rồi. Mùa xuân sắp tới là đâm hoa kết trái rồi đó. Bên đây nè, mấy cái chồi nó mọc lên nè đó. Rồi bên đây mình cũng trải cái này à, giống vậy nè. Rồi cái để mình quay lại cái cây gì quên rồi. Cây củ kiệu à, Bắc Nam bác á, ở trên mạng bác cho mình nè, cây củ kiệu nè. Ý vẫn còn sống nè, nhưng mà hình như nó đi toi mấy cây rồi sao, bữa mình trồng nhiều lắm mà hình như nó rồi xong ngủm hết mấy em rồi. Còn sống được có mấy cây à? 1 2 3 4 5 6 cây à. Tội nghiệp mấy em củ kiệu mình quá. Hôm qua mình trải cái này nè ra để mình bỏ mấy cái thùng vô để mai mốt mà cỏ nó khỏi mọc tùm lum ở đây. Rồi em vậy đó cả nhà, mua cái miếng này về mà trải ra rồi bỏ những cái thùng lên là những cái cây cỏ nó không có mọc đâu, nên mà nước nó vẫn thấm ở dưới không sao hết, nhưng mà cỏ nó không có mọc đó. Còn mấy cái em măng tây của mình nè, chuẩn bị mùa xuân khoảng chừng tháng 5, tháng 6 là bắt đầu nó chồi lên mấy cái nè, mầm non mới thích lắm. Cây táo của mình còn giờ bộ xương nè cả nhà ơi. Hôm đợt cả nhà nhớ không? Táo quá chừng trái luôn. Bây giờ nó bắt đầu biết năm nay nó có trái không chứ. Hôm đợt mình cái năm kia, cái năm đầu tiên mình qua trái quá chừng, xong cái năm thứ hai chả có một trái nào hết. Rồi cái năm vừa rồi đây này là trái quá chừng luôn, làm như là một một năm nó nghỉ đông, một năm nó nghỉ dưỡng, xong rồi cái năm sau nó có trái vậy đó, không biết năm nay như thế nào đó. Nhìn cái cây kìa. Cả nhà xem cây cherry của mình nè, bà bắt đầu cho mình những cái mầm nhỏ 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 rồi nè. Chuẩn bị đi qua coi cái cây bên đây xem. Cây này của mình cũng đã lên rồi nè. Cái này là cây lê của mình nè. Cây lê giấm màu đỏ đỏ như vậy nè. Đó. Màu đỏ này nè. Đó. Mà nó chưa có trái nào hết. Năm ngoái không có một trái nào. Đó. Cây lê. Khỏe mạnh ha. Cây lê nhìn khỏe mạnh ghê luôn á. Để xem cây đào của mình xem. Chưa thấy bông hoa gì hết cả nhà. Nó mới rã tuyết à, mai mốt chắc cái bọng mà hoa nó mọc đẹp lắm ha. Cái đàm đợt mình mua đó mình trồng đó cả nhà. Đó. Rồi đi qua bên đây cái coi cái cây lê hôm đợt mà mình thu hoạch mình ăn trên cây luôn nè. Đây nè. Cái cây này nó mọc nhánh ra quá chừng luôn nè, hình như nó sắp ra bông hay sao cả nhà ơi. Đây nè. Hình chuẩn bị ra bông, chuẩn bị ra bông. Đây nè cả nhà thấy không? Chuẩn bị ra bông rồi. Thích ghê á. Hy vọng là năm nay sẽ có trái nhiều đây. Đó.
Còn cái cây này là cây cẩm tú cầu của mình nè, đó nó bắt đầu chìa ra chuẩn bị ra bông nè. Đó, mùa xuân tới là bắt đầu các em mới đua hoa. Đó. Thôi bây giờ mình đi qua làm đất để mình trồng trồng đậu rồi nha. Giờ đi cuốc cái đất làm một cái dãy cả nhà ơi. Giờ xới đất nó lên như vậy nè. Trộn cho cái đất cái phần dê đó xuống dưới đây nè, lật lên. Ý, hình như cả nhà không thấy như vậy nè. Đó. Mình chỉ trộn vậy thôi. Xới cái đất cho nó xốp lên. Rồi, bây giờ để mình làm hết cái chỗ này. Ở nhà thấy mình làm nguyên một dọc như vậy không? Dọc này mình dự tính đó là như nãy mình nói đó, đậu nè, dưa leo nè, đậu ve nè, đậu Hà Lan nè, mình sẽ trồng như vậy. Đó. Đất này nó có phân dê rồi nên là vẫn còn rất là nhiều chất dinh dưỡng đó. Vậy là xong dãy nè, bây giờ lấy đậu ra trĩa thôi. Mệt quá. Rồi làm vàng cho nó xong rồi này cả nhà. Mình dựng ba cái cây màu xanh lên xong rồi cái mình ráp, lúc nãy giờ mình lo mình ráp rồi mình quên quay mất tiêu. Thôi lỡ rồi, mình đã làm xong rồi nó ụ, hình như mình quên quay. Rồi giờ lỡ rồi, giờ đi quay lại cho cả nhà xem thành quả thôi. Thì bây giờ mình sẽ đi lấy hạt giống đậu Hà Lan ra mình gieo nha cả nhà. Thì đậu Hà Lan nó chịu được lạnh, nó hơi lạnh lạnh, nó rất là thích lạnh chứ nóng quá nó không thích, nên là mình sẽ trồng đậu Hà Lan vào tháng này ha. Đậu loại này nè cả nhà. Đó. Loại này mình xào đồ ăn đồ cũng rất là ngon nè cả nhà. Rồi mình ăn không mà cũng ngon cực kỳ luôn. Đó. Giờ mình sẽ đi để nói vậy nha. Cả nhà xem hột giống này. Hột giống đẹp quá ha. Đó. Bây giờ mình sẽ gieo ha. Cây mình để khoảng là ông xã mình dặn là một cái đốt tay này thôi, cách nhau một cái đốt tay giống vậy. Đó. Cái nhà rải trước đi rồi nhấn xuống sau đó, cách nhau một cái đốt tay giống vậy này cả nhà. Ở nhà trồng mà ví dụ tuần này mình gieo như đây, tuần này mình gieo một nửa cái dòng này thôi, cái một tuần sau á mình sẽ làm một nửa bên kia, thì đậu nó đôi lúc nó mình ăn không kịp á thì cũng tuần sau, nên là mình thường mình làm một nửa trước xong rồi tuần sau mình sẽ làm một nửa nữa. Đó. Có một nửa thôi, một tuần sau mình sẽ làm một nửa sau. Rồi mình cắt lại,
tuần sau mình sẽ giao tiếp. Bây giờ mình nhí xuống ha. Nhấn nó xuống vậy nè cả nhà. Nhấn hơi hơi thôi, đừng có nhấn sâu quá. Sâu quá nó khó lên. Nhà thấy không đó. Đó. Rồi, lấy tay lấp lại thôi. Vậy là xong. Xong rồi tưới nước lên rồi. Để mình qua mình lấy một cái ít mình chạy ra kia mình lấy một ít cỏ. Cỏ mình ủa. Mình rải lên đây cho nó giữ ẩm. Ồ, có mấy con giun trong đây nè. Tuần sau cái mình lại gieo mớ bên kia nữa. Thì gieo như vậy thôi, không có gieo nhiều, ăn đâu có hết đâu, như đó ăn không hết luôn á, trồng cho vui chứ ăn đâu có nhiều đâu bạn nhỉ. Tưới nước lên ha. Sau đó mình sẽ lấy một cái miếng ni lông như vậy nè, cái bao đựng rác của mình á, mình lấy ra. Cả nhà biết tại sao mà mình phải trùm nó lại không? Tại vì mấy con sóc á nó phá dữ lắm, mình mà không trùm lại giống vậy nè là nó vô nó ăn hết cái cây của mình luôn, nó bới cả cái hột lên á, nó ăn. Nên là mình phải đè nó lại vậy nè, để khi nào nó mọc mầm lên rồi đó, cây nó mọc mầm hơi dài dài thì mình sẽ lấy ra. Còn bây giờ mình sẽ đậy lại giống như vậy là nó vô nó không có phá được của mình. Nó phá dữ lắm cả nhà ơi. Hả? Một đũa này kìa. Một tuần sau mình sẽ giao bên kia sau ha. Để cho cái này mọc đi mình quay, để tới khi nào nó mọc mình quay cho cả nhà xem. Rồi. Để đi qua mình gieo cà rốt cả nhà. Cà rốt bây giờ cũng là tới mùa. Đó, cà rốt mình làm một dãy nhỏ nhỏ vậy thôi. Năm nay mình không có làm nhiều nữa, mình làm một dãy, mình là đánh một cái võng dài như vậy nè. Đó. Làm một cái hố, một đường dài ở giữa. Xong cái mình rải cái hột cà rốt cho trong đó thôi à. À, đây cả nhà. Cái loại này có đủ màu sắc luôn. Cái hạt đó nè, quá chừng luôn. Hạt cà rốt này cả nhà. Giờ mình gieo ha. Mình gieo mình canh mai mốt mình phải nhổ nữa, nó lên dày lắm, mình phải nhổ đi. Bây giờ mình gieo để cho nó hạt nào lên thì lên, rồi mình sẽ tỉa bớt sau nha. Bây giờ mình sẽ rắc. Đó, mình rắc giống vậy nè. Hai cái hột của nó nè ha. Đó. Cứ rắc. Nguyên dày giống vậy. À, không cần thiết dày hay mỏng đâu cả nhà ơi, làm nếu mà dày thì mai mốt nó lên mình trừ hao những cây nó không lên, những hột nó không lên đó, nên là lúc mà nó lên thì mình canh mình tỉa bớt ra thôi, không có gì phải lo lắng về dày hay mỏng hết đó. Rồi cái giờ mình chỉ có việc lấp nó lại thôi, vậy rồi chừng nào nó thích mọc thì nó mọc hả. Mình cứ tháng tư là mình cứ rắc nó một lớp giống như vậy đó. Mình cứ để vậy đó, chừng nào nó lên thì nó lên thôi. Mình cũng không biết là chừng nào nó lên. Cứ tháng này là mình cứ làm như vậy đó, mình hấp nó lại như vậy. Thôi mình tưới nước cho nó nữa nè.
cà rốt như vậy đó, mình tưới nước xong rồi đó cả nhà. Rồi tới lúc nào mà nó ấm ấm chắc cần cả tháng sau nó mới mọc đó cả nhà. Tại vì là trời vẫn còn lạnh là nó còn nằm ở dưới đây, chừng nào mà ấm ấm cái là tự động nó trồi lên à. Cái hột nó nằm ở dưới không sao hết, nên là mình lúc nào từ tháng 4 gần gần tới tháng 4 là mình cứ gieo hột như vậy đó. Rồi cái nó tự nó mọc lên. Rồi tháng 6 mình sẽ gieo thêm một đợt nữa cho mùa đông. Còn bây giờ là mình chỉ gieo này để mình thu hoạch khoảng tầm tháng 7 tháng 8 nè. Rồi tháng 6 mình gieo á, mình sẽ thu hoạch khoảng tháng 11, tháng 12. Nên là có hai đợt mình trồng cà rốt lận. Đã gieo cà rốt và đậu Hà Lan xong rồi cả nhà ơi. Trời cũng tối luôn. Cả nhà nhìn xem cả cái ngọn núi hôm nay đẹp ghê không? Thôi video tới đây thôi ha cả nhà. Cả nhà các video sau nữa nha. Tuyết nó tan hết rồi nè.